Sáng nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Nai đã tổ chức lấy ý kiến của các sở ngành và địa phương về việc thực hiện dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sau thời gian tiến hành khảo sát tại gần 90 trang trại, điểm giết mổ và điểm phân phối các sản phẩm thịt heo trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai đã quyết định sử dụng phần mềm T-Food Blockchain do Hội Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn. Phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc thịt heo sẽ giúp kết nối người bán và người mua, cơ quan quản lý có dữ liệu để công bố các cơ sở kinh doanh tin cậy. Khi con heo được gắn vòng nhận diện, mọi thông tin về nguồn gốc và quá trình chăn nuôi được ghi nhận đầy đủ. Khi thịt heo ra thị trường, người tiêu dùng dễ dàng nhận biết những chỉ số này qua điện thoại thông minh, giúp cho người dân yên tâm sử dụng thịt heo. Đại diện các sở ngành và địa phương đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể trong việc sử dụng phần mềm, giao diện cũng cần đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, nhất là đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức thực hiện vào giữa tháng 12 này và đối tượng dự án hướng đến là các bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp, bệnh viện, trường học và 4 chợ truyền thống lớn trên địa bàn tỉnh. Giá thành rẻ và sử dụng dễ dàng, phần mềm T-Food được kỳ vọng sẽ là tiền đề để Đồng Nai tiến tới thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên toàn tỉnh trong những năm tới.